Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn thân mến trên kênh Tin Tức Sao Việt. Và ngay sau đây là bản tin Trương Ngọc Ánh và Kim Lý lặng lẽ rời Việt Nam lúc nửa đêm. Trương Ngọc Ánh và Kim Lý đã lên đường sang Bắc Kinh để tham gia buổi công chiếu phim Higa tại Trung Quốc. Cuối tuần qua, Trương Ngọc Ánh và Kim Lý đã âm thầm ra sân bay Tân Sơn Nhất lúc nửa đêm để sang Bắc Kinh tham gia buổi công chiếu phim Higa. Trương Ngọc Ánh vui vẻ cười nói khi đi cùng Kim Lý. Người đẹp cho biết cô rất vui và bất ngờ khi nhận được lời mời từ phía điện ảnh Trung Quốc. Vì bộ phim tuy đã ra mắt rất lâu nhưng vẫn nhận được sự quan tâm từ nước bạn. Họ còn tổ chức một buổi ra mắt rất chu đáo trước khi phim chính thức công chiếu. Hương Ga, ngoài mặt thành công về doanh thu, giới chuyên môn cũng là mối lương duyên cho Trương Ngọc Ánh và Kim Lý. Người tình tin đồn Kim Lý ân cần giúp Trương Ngọc Ánh chỉnh lại áo khoác ngoài. Sau khi hoàn thành thủ tục, cả hai vui vẻ trò chuyện cùng một người bạn trong sân bay. Tuy đã gần 4 giờ sáng, nhưng một số hành khách vẫn nhận ra sự có mặt của cặp đôi vàng. Sau khi sang Trung Quốc và trở về, cả hai sẽ tiếp tục bắt tay vào các dự án của mình. Sắp tới, cặp đôi cũng sẽ tái hợp trong một bộ phim điện ảnh khác sớm bấm máy. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!